Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách bật cảnh báo cuộc gọi làm phiền trên điện thoại Android nha. Thì để mà bật cảnh báo cuộc gọi làm phiền trên điện thoại Android thì các bạn hãy nhấn ngay vào ứng dụng cuộc gọi trên điện thoại của các bạn nha. Thì mình sẽ nhấn vào cái mục mà cuộc gọi trên điện thoại của các bạn đó, thì mình sẽ nhấn vào nha, mình sẽ nhấn vào. Rồi tiếp theo là các bạn hãy nhấn vào ba dấu chấm ở phía trên bên phải màn hình điện thoại nha, là cái mục này, thì mình sẽ nhấn vào cái chỗ đó nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy nhấn vào phần cài đặt nha, mình sẽ chọn vào phần cài đặt. Và tiếp theo ngay trong phần hỗ trợ thì các bạn hãy chọn vào số nhận dạng như gọi và cuộc gọi làm phiền thì mình sẽ nhấn vào nha. Tiếp theo là các bạn hãy gạt thanh trạng thái ở cái mục là xem số nhận dạng người gọi và số làm phiền lên nha. Thì mình sẽ gạt cái thanh trạng thái sang bên phải như thế này. Thì khi mà có số điện thoại lạ gọi tới thì bạn có thể nhận được thông báo mỗi khi có số làm phiền các bạn nha. Thì ngoài ra các bạn có thể bật thanh trạng thái ngay phần là lọc cuộc gọi làm phiền để chặn luôn các cuộc gọi mà điện thoại nghi ngờ nha. Mình sẽ bật cái này lên luôn. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách bật cảnh báo cuộc gọi làm phiền trên điện thoại Android rồi. Nếu các bạn chưa làm được hoặc có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.